Mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay dạo quanh vườn, mình thấy hai chim cu vô trong chuồng ăn lúa. Mình đóng cửa lại. Giờ mình quay chia sẻ cho các bạn xem nha. Quay xong rồi thả ra các bạn ơi. Nè, hai con nè. Vô trong lồng này các bạn. Vô trong cái chuồng này. Cưng không? Nó ra đâu có được. Vô nó ăn lúa, ăn sạch trơn lúa luôn nè. Rớt rồi, đây con đó các bạn. Hai con dạng ghê không? Đậu lên cây này các bạn, cưng không? Hai con quay cho các bạn xem xong rồi mình thả ra ngoài. Cái chuồng này nếu mình nuôi cũng được các bạn, mình để trong đây mình nuôi luôn cũng được nữa. Mà mình thấy nó khá cưng quá mình thả ra. Đó. Nó bay hồi rớt rồi các bạn ơi, nó đuối á. Nó rớt nè, rớt. Để mình lại mình bắt cho các bạn xem nha. Để mình bắt thử coi coi được không. Phải bắt còn dưới đây đi. À, bắt được rồi các bạn ơi. Nè, thấy cưng không? Cưng không các bạn? Nè. Quá bự luôn các bạn ơi, mướt lông ghê à. Quay chụp cho nó bòi hình. Rồi bắt con này. Thôi thả nó ra đi. Thả ra nè. Đi đi con. Nó bay lung tung. Không có bắt con đâu. Quay chút xíu thôi à. Chung ra là đâu có được các bạn. Giờ cái chuồng này giờ mình chỉ cần bỏ lúa với thức ăn vô cho nước uống là mình nuôi luôn. Ở đây có trái gắt to ghê nè các bạn. Nó bài quá. Bài quá rồi bài. Ồ có ốc nữa các bạn ơi. Có ốc bu nữa kìa. Nó mệt rồi. Không có bắt con đâu. Rồi nó thấy là nó hết sợ rồi đó. Nó thấy chắc không có sao đâu. Nè con ốc bu nè các bạn. Nó vô trong chuồng nè. Đi mà đi. Cận cảnh luôn nè. Rớt rớt rớt. Được không? Bay dữ vậy con, bắt luôn này các bạn. Cưng không các bạn, thấy cưng không? Quá đẹp luôn, đuôi nữa nè. Rồi thôi xuống đi. Rồi. Rồi giờ mở cửa thả nó ra các bạn ơi. Giờ mở cửa thả ra nha con. Đi ra ngoài con. Nè đi ra ngoài. Đi ra ngoài nè. Đi ra ngoài đó. Giờ mở cửa cho nó ra.
Rồi. Mở cửa cho nó ra nè các bạn. Ra đi. Nè, mở cửa ra nè. Nè, mở cửa ra đi nè. Nè. Không chịu ra. Bắt nó thả ra ngoài. Nè, thả ra ngoài nè. Bay đấy con. Đó. Có bay rồi đó các bạn. Một con. Ủa còn con này đâu rồi? Ba ra luôn rồi. Nhanh vậy. Con này con trong đây nó bay ra lẹ quá, mình không thấy các bạn ơi. Thôi mình cảm ơn quý vị và các bạn đã xem nha. Hẹn các bạn trong video sau. Có thả một con, còn con bay ra hồi nào cũng hay luôn. Bay nhanh quá.